Quý vị khán giả thân mến, Bác Hồ kính yêu của chúng ta là người rất yêu thiên nhiên, luôn muốn sống hòa mình vào thiên nhiên. Trong số những loài hoa được người yêu thích, phải nhắc đến hoa dâm bụt, loài hoa mộc mạc, dân dã nhưng thanh cao. Hoa dâm bụt, loài hoa gắn liền với tuổi thơ, với quê nhà, đã theo Bác suốt những năm dài hoạt động cách mạng. Khi bôn ba khắp Nam Châu bốn bề tìm đường cứu nước, khi sống ở khu ATK Định Hóa hay những ngày về ở thủ đô Hà Nội. Theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ, người thư ký tận tụy, phó tư liệu sống về Hồ Chủ tịch, thì nơi Bác ở, Bác thích trồng cây dâm bụt làm bờ rào, trang trí khuôn viên. Bác hay nhắc anh em trong cơ quan, ngoài làng thì trồng cây đa, trong nhà trồng cây dâm bụt. Nếp nhà tập tục quê hương là những khởi thủy tạo nên tính cách đầu tiên của con người. Tại quê Bác ở làng Kim Liên, Nghệ An, bờ hoa dâm bụt vẫn phủ dày xanh ngát hai hàng lối đi. Bên thềm hoa dâm bụt kia là nơi chôn nhau cắt rốn của ba chị em Bác. Người làng Kim Liên quê Bác vẫn thường kể lại, năm 1957, gần 50 năm xa nơi sinh trưởng mới có dịp trở lại. Bác vẫn nhớ cặn kẽ từng người, từng cảnh, từng nếp sống sinh hoạt. Dạng dâm bụt ở ngôi nhà Bác đã được trồng lại theo ý nguyện của Bác. Tuổi thơ gắn liền với hình ảnh cây dâm bụt quê nhà. Bước vào con đường cứu nước, Bác mang cả tình yêu quê hương vào trong những câu thơ, trong những năm tháng sống và hoạt động cách mạng tại ATK Định Hóa Thái Nguyên, hay khi đã về ở và làm việc tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sau khi quân ta về tiếp quản thủ đô vào năm 1954. Bác vẫn giữ thói quen trồng cây. Trong số rất nhiều loại cây được trồng ở đây, không thể thiếu bóng hình cây dâm bụt. Tháng 5 năm 1957, trong dịp theo dõi sư đoàn 308 tập mẫu chiến thuật, trung đoàn bộ binh tăng cường tiến công quân địch phòng ngự có chuẩn bị, Bác đã dừng chân nghỉ, ăn cơm trưa trên đồi ở Đá Trông, Ba Vì, Hà Tây. Thấy địa thế nơi đây hiểm trở, phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, Bác đã trao đổi với các đồng chí cùng đi, ngỏ ý chọn vị trí này làm nơi nghỉ ngơi và làm việc của Bác và Trung ương. Khi xây dựng các ngôi nhà, làm đường xá, người đã yêu cầu giữ lại tất cả các cây trồng lấy gỗ. Các ngôi nhà đường xá đều được làm trên những khoảng trống không có cây trồng. Bác còn tạo những mảnh vườn nhỏ để trồng các loại cây nhãn, quế, vải, bưởi, trồng rau xanh và trồng hoa. Hai loại cây được trồng ở những nơi thường xuyên người có thể nhìn thấy được, đó là cây vú sữa của miền Nam thân yêu và cây hoa dâm bụt của quê hương. Cây vú sữa được trồng ngay trước cửa sổ bàn làm việc, cây hoa dâm bụt trồng ở con đường bậc thang, ngày ngày Bác vẫn đi dạo, rèn luyện sức khỏe. Nằm trong kiến trúc công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vườn lăng là nơi hội tụ cây trồng của khắp mọi miền đất nước, được trang trí ngăn nắp, trang nghiêm, đậm tính dân tộc, để lại trong lòng mỗi người con đất Việt cũng như du khách quốc tế những ấn tượng sâu sắc, khó quên. Đó là những cây cảnh, cây thế, cây hoa đặc trưng của các vùng miền trên dải đất hình chữ S thân yêu, là những cây hoa thơm đậm đà tình quê hương mà lúc sinh thời Bác yêu thích như nhài, ngâu, nguyệt quế, mộc hương và móng rồng. Đến với vườn lăng, khách tham quan có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh thân quen của hàng rào dâm bụt, những bông dâm bụt khoe sắc đỏ tươi thắm, đung đưa trong gió, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, êm dịu cùng với những loài hoa khác, làm cho không gian cảnh quan vườn lăng thêm hấp dẫn, độc đáo. Những hàng rào dâm bụt nơi đây như hình bóng thân yêu của quê hương xứ Nghệ, của tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc, vẫn bên người trong giấc ngủ ngàn thu. Bác Hồ rất yêu thiên nhiên và là người khởi xướng các phong trào trồng cây cùng với phương châm vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Cây và người luôn gắn bó thân thiết bên nhau cùng với đất trời. Trong số những loài cây được Bác yêu thích và hiện diện trong suốt cuộc đời người, kể cả khi người phải xa quê hương, xa tổ quốc, là bóng hình của hoa dâm bụt. Với Bác, hoa dâm bụt là hoa của tình yêu quê hương, yêu đất nước, con người, hoa của tuổi thơ. Một khoảng 30 ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này lần sau.